Xin giới thiệu với mọi người, đây là một cái ổ cắm hẹn giờ do Việt Nam sản xuất. Đấy, ổ cắm này của Điện Quang, ký hiệu là MT03. Thì hôm qua tôi vừa mới mua về thì xem cái hướng dẫn sử dụng cũng loay hoay mãi cũng không sử dụng được, phải nghiên cứu mãi thì mới tìm ra cái cách để mà sử dụng nó. Vì vậy hôm nay tôi làm cái video này để nói lại cái cách sử dụng của cái thiết bị này. Thì phải nói đây là cái hàng nội địa, nó cũng rất là hữu ích. Vì đối với gia đình mà có những cái bóng đèn bảo vệ trước các cửa nhà hoặc là ngõ xóm hoặc là đèn vườn thì mình không tiện bật và tắt hoặc đôi lúc quên, thì có cái này rất là tiện lợi, rất là hữu ích. Thì cái này nó có cái ba chấu, cái chấu trên này, cái này cắm vào những cái ổ ba chấu, ví dụ như là cái ổ này là ba chấu thì cắm vào đây thì nó chắc. Thế nhưng mà nếu như mà không có ổ ba chấu mà chỉ có hai hai chấu như thế này thôi thì ta lại tháo cái này ra, lấy cái này rời vặn ra được đấy, tháo này ra thì để cắm vào ổ. Cách sử dụng cái ổ này thì như này, đồng hồ này thì chỉ quay được có chiều, theo chiều kim đồng hồ thôi, chỉ quay một chiều thôi chứ không quay ngược lại được. Và ở trên mặt đồng hồ có một cái nấc, cái lẫy để mà gạt, như là ta gạt về chữ Y. Đấy, gạt về chữ Y chỗ mũi tên này thì đây là không không hẹn giờ. Hẹn giờ thì ta gạt về cái vòng tròn này, đây là hẹn giờ. Đấy. Thứ hai nữa là cái những cái chấu tròn này, nó gạt hết về phía trong cái vòng trong, vòng bên trong mà sát với lại số đấy, thì cái này là khi mà ta cắm điện nó không không cấp điện cho thiết bị, không cấp điện. Thì ta muốn có điện thì ta gạt hết ra đằng sau, ra nước thứ hai này đấy, này. Thế riêng về cái chấu này là mỗi một chấu này là nó tương ứng với 15 phút, thì bốn chấu thì tương ứng với 1 tiếng đấy. Thì cách hẹn giờ thì ta cái mũi tên này, ví dụ như là ta muốn cho bật đèn lúc 19 giờ, 19 giờ tối chẳng hạn, 19 giờ thì ta xoay đồng hồ này về số 19 đấy, hay số 19. Thế thì khi xoay về đấy thì ta gạt các cái chấu này về sau đấy, gạt về sau. Ví dụ như là ta đến 4 giờ sáng thì cho nó tự tắt, thì 4 giờ sáng thì ta gạt cái này, gạt các cái chấu này về sau cho đến đúng đấy, cho đúng 4 giờ đấy, 4 giờ. Thì như vậy là 19 giờ ban đầu nó cấp điện tự bật đèn sáng, và đến 4 giờ sáng là nó sẽ tự tắt đi đấy. Cái này rất là hay, rất là tiện lợi cho đấy. Thì người ta không phải ra để bật đèn lên và cũng không phải ra để mà tắt đèn đi, nó mình không đỡ phải quên. Hai cái thiết bị này ấy, thì nó không chịu nước được, cho nên là để ngoài trời trời mưa đó là cũng rất nguy hiểm. Mình chỉ để trong nhà, xong mình cắm dây mình ròng ra, hoặc là ở ngoài ấy thì có bọc che kín, che mưa che nắng cẩn thận, che mưa cẩn thận, nước mưa vào thì rất là nguy hiểm.
Thế bây giờ ta cắm điện, đây trên này có cái đèn đỏ là báo, ta cắm vào mà nếu có điện điện là cái đèn đỏ này nó bật sáng. Ví dụ đây. 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 Đây là đèn đỏ bật sáng. Nếu mà xoay đấy hết quá 4 giờ rồi nó bật này là đến 4 giờ tắt là tắt điện. Đấy. Đây. Ví dụ đây là 19 giờ là bật. Đấy, 19 giờ nó bắt đầu bật đèn. Nó đèn nó hồ quay đến 4 giờ nó tắt. Riêng cái giờ này thì nó cũng tương ứng với cái giờ thực tế của nó, thế nhưng mà nó cũng tương đối thôi chứ không chính xác như là đồng hồ giờ của ta, không chính xác, nó cũng chỉ tương đối thôi, tại vì nó là đồng hồ quay, đồng hồ cơ, mà khi mà mình ngắt điện và đóng điện thì nó cũng có chênh, nó cũng có lệch đi, nhưng mà không đáng kể. Cái thời gian bật và thời gian tắt nó cũng tương ứng như thế. Cái thiết bị này, cái đồng hồ hẹn giờ này, cái ổ cắm hẹn giờ này nó cũng không đắt lắm, nó cũng tùy theo từng. Ví dụ như cái này ấy, là có 70.000 thì là nó cũng từ 70.000 đến trên 100.000 đấy, giá cả thì nó rất là rẻ, nó cũng phải chăng đấy, và dùng lại bền. Cái này là tương ứng với điện áp là 2.500W, nó rất là đảm bảo. Giới thiệu với mọi người về cái thiết bị này như vậy. Video kết thúc ở đây.